thứ ba, có Phật tử hỏi là A Di Đà Phật, con mong thầy giải đáp giúp con. Chồng con bị tai nạn lao động mất lúc tuổi còn đang trẻ, đã hỏa táng. Vậy con nên đợi đủ 49 ngày rồi làm lễ cho anh hay phải làm trước 49 ngày ạ? Vì con nghe mọi người bảo 49 ngày là tới định nghiệp rồi làm không ý nghĩa gì nữa mà phải làm vào ngày thứ 35. Mong thầy giải đáp giúp con. Có một Phật tử nói rằng thì có chồng mới bị tai nạn giao thông mất, và hỏi rằng phải đợi cho đến 49 ngày mới làm lễ. Làm lễ đây chắc làm lễ cầu siêu, cúng tuần thất 35 hay 49 ấy, có thể thế. Phật tử này thắc mắc là nên làm vào tuần 35 hay 49. Thì chúng ta biết rằng ở trong Luận Đại Trí Độ Bồ Tát Long Thọ có giải thích rất rõ về kinh điển của Đức Phật, nói rằng con người ta sau khi chết đi không phải là hết, mà tùy theo cái nghiệp báo, cái nhân quả và nghiệp báo của chúng sinh nó gieo tạo ở đời này, và kể cả ở nhiều đời trước nó còn tồn dư nữa, mà nó dẫn dắt cái thần thức của vị đó đi đầu thai ở cõi nào. Nếu mà vị đó tinh tiến tu hành một đời tín Phật, niệm Phật, phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, hành trì miên mật như vậy tội diệt phúc sinh, ngay sau khi vừa xả bỏ báo thân, vị đó có thể ngay lập tức trong một khoảng một sát na rất rất ngắn thôi đã được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc rồi. Thì cái việc gì cầu cúng tiếp theo nó cũng chẳng quan trọng nữa, vì vị đó đã được vãng sinh rồi. Có làm thì chỉ làm cho người sống, những kinh Địa Tạng nó làm cho người sống 7 phần công đức, người sống được 6 phần, người mất được 1. Nhưng người sống họ vãng sinh rồi thì cũng chả cần cái công đức của chúng ta nữa, nhưng chúng ta cứ hồi hướng cho họ thì cũng càng quý hóa thôi, không sao. Phát Bồ Đề Tâm như vậy, chúng sinh vô biên thể nguyện độ như vậy, hồi hướng vô tận, vô biên pháp giới vi trần sát hải như vậy cũng rất là tốt thôi. Nuôi lớn tâm Bồ Đề rộng lớn của mình thì cũng tốt thôi, không có gì sai trái cả. Cho nên Ngài Bồ Tát Long Thọ nói rằng nếu mà vị mà có công đức do nhất tâm tu tập tín Phật, niệm Phật, phát nguyện vãng sinh thì ngay lập tức sau khi xả bỏ báo thân, tức là mình cứ nói nôm na là hít vào không thở ra nữa, tim ngừng đập, máu ngừng chảy, não ngừng gì, ngừng hoạt động, mình gọi là hơi thở không còn tồn tại, hít vào thở ra nữa, tức là gọi là chết. Nói nôm na theo thời gian tức là chết. Thì lúc đó cái tấm thân chúng ta chết đi, một cái tấm thân gì tế tĩnh sinh ra, cái thân đó gọi là trung âm thân. Trung âm thân đó từ đâu mà sinh ra? Theo duy thức học nó chính là gì? Nó chính là A Lại Gia Thức Tâm Vương. Trong duy thức học, Bồ Tát Di Lặc dạy cho Bồ Tát Vô Trước về phương pháp duy thức học ở trong Phật giáo. Duy thức tông sau này thành lập thành duy thức tông trong Phật giáo. Nói con người ta có bát thức tâm vương và 51 thức tâm sở. Bát thức tâm vương đó là gì? Nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân, ý, mạt na và A Lại Gia thức tâm vương. Bồ Tát Long Thọ giải thích ở trong Luận Đại Trí Độ nói rằng á, theo quan điểm của Duy Thức Tông, khi mà nhập thai, cái thức thứ 8 tức là A Lại Gia thức của chúng ta đó, hay còn gọi là trung âm thân đó, nó đi nhập thai đầu tiên. Và khi xả bỏ báo thân này, mình gọi là chết đó, thì cái A Lại Gia thức đó gì? Lại ra đi cuối cùng. Ra đi cuối cùng. Và trong Luận Đại Trí Độ còn giải thích rất rõ là nó ra đi như thế nào, ra đi bằng cửa nào. Và là thường là nói gì? Có 7 cái cửa để cho gì? Cái
ai lại ra thức tâm vương chúng ta thoát ra. Đấy là theo quy luật bình thường nhé. Đấy là tôi nói, chúng tôi nói là quy luật bình thường. Đó. Sáu cửa đó là gì? Đại Trí Độ Luận Bồ Tát Long Thọ giải thích và nói rằng á, con người ta sau khi chết thì thường thường là hơi ấm trong thân thể của chúng ta cũng dần dần rút sạch. Và thân thể của chúng ta, của người mất đó, không còn hơi ấm nữa, cho nên nó lạnh, lạnh ngắt ra. Cho chúng ta nghe thấy cái từ gì? Lạnh như thây gì nhỉ? Lạnh như thây ma. Lạnh như thây ma. Tức là chúng ta sờ vào cái người chết đó, nó lạnh khác thường so với gì? Khi chúng ta còn sống sờ vào tay chúng ta này thì chúng ta vẫn nghe gì? Cảm giác thì nó rất là ấm. Nhưng khi người chết mà để lâu lâu một chút rồi ấy, thì thân thể tự nhiên nó lạnh ngắt. Mà nó lạnh một cái gì? Một cách là sờ vào nghe nó, nghe nó. Tôi cũng sờ vào người chết mấy lần, có 2-3 lần đi chợ niệm sờ vào người chết, họ lạnh ghê lắm. Nó không phải lạnh kiểu như lạnh đá đâu, lạnh buốt như vậy, mà lạnh nó dần dần, nó dần dần. Nếu chúng ta không quen là chúng ta sờ vào một cái là tóc gáy chúng ta cứ nổi lên bật bật lên, cứ thế là nó dựng đứng lên. Chúng ta cảm giác thấy cái tóc gáy chúng ta cứ dựng dựng dần dựng dần. Nếu mà ai hay sợ ma, sờ vào người chết là nghe thấy cái lạnh lạnh như vậy là có cảm giác đó. Cho nên là trong luận Đại Trí Độ Bồ Tát Long Thọ giải thích là cái hơi, cái lạnh, cái hơi ấm đó, nó ấm từ trên đỉnh đầu nó đi xuống. Thế thì nó lạnh, lạnh dần đỉnh đầu, nó lạnh từ đỉnh đầu lạnh xuống, lạnh xuống. Và hơi ấm nó ra gì? Ra đây hai lòng bàn chân. Con trai thì hơi ấm thường hay ra cuối cùng nơi lòng bàn chân trái. Con gái hơi ấm cuối cùng thường hay ra nơi lòng bàn chân phải. Trường hợp đó, luận Đại Trí Độ nói rằng á, gần như chắc chắn thần thức của người đó đọa vào đường đại ác đạo. Đó chính là con đường địa ngục. Tức là sống ở trên đời này, người đó làm vô số những việc ác, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, vân vân, nói dối, nói sai sự thật, nói lời đôi chiều, nói lời vọng ngữ, nói lời ác khẩu. 10 nghiệp ác, không việc gì là không làm. Nhận đến gì? Vô lượng những việc ác, không việc gì là không có. Thì những kẻ đó, trong kinh Đức Phật nói, vì cái gieo nhân ác, cho nên sau khi xả bỏ báo thân, kẻ đó thường là đọa trong ba đường ác đạo, đặc biệt là địa ngục, cõi khổ đau nhất. Kéo dài sự khổ đau nhất đó chính là gì? Là cõi địa ngục. Trong địa ngục có rất nhiều những tầng lớp, những cảnh giới của chúng sinh chịu khổ ở trong đó. Như trong kinh Địa Tạng nói gì? Lớn thì có gì? 18. Vừa thì có gì? 500. Mà nói nhiều ra nữa thì có gì? Có đến hàng vạn. Và nhấn đến là vô lượng vô biên các địa ngục nhỏ không thể tính đếm hết được. Đó. Cho nên á, cái trung ấm thân mình gọi là, nếu nói duy thức học gọi là gì? Là an lạc gia thức. Thoát ra ở nơi hai lòng bàn chân, nam thì thường là thoát ra nơi lòng bàn chân trái, nữ thì thoát ra nơi lòng bàn chân phải, tức là hơi ấm đó. Các nơi lạnh từ trên lạnh xuống mà hơi ấm thoát ra nơi lòng bàn chân đó, thì Bồ Tát Long Thọ giải thích kinh Phật ở trong Đại Trí Độ Luận nói rằng vị đó gần như chắc chắn đi vào con đường đọa xứ địa ngục khổ đau. Rồi nữa, kẻ khá hơn một chút, khá hơn một chút đó là gì? Lạnh từ trên đỉnh đầu lạnh xuống và lạnh từ dưới hai lòng bàn chân lạnh lên, và hơi ấm thì hơi ấm thoát ra nơi hai đầu gối, nam thì thường nơi đầu gối trái, nữ thì thường nơi đầu gối phải. Thì kẻ đó, Đại Trí Độ Luận Bồ Tát Long Thọ giải thích nói rằng thường là sau khi chết đi sẽ đọa vào con đường ngã quỷ, tức con đường quỷ đói. Rồi nữa, người mà sau khi mất đi lạnh từ trên
đỉnh đầu lạnh xuống, lạnh từ dưới hai bàn chân lạnh lên và hơi ấm toát ra nơi gì? Nơi hông, nơi mông của mình đó. Bồ Tát Long Thọ cũng giải thích và nói rằng kẻ đó gần như chắc chắn đọa vào con đường khổ đau thứ ba, đó là con đường súc sinh. Rồi nữa, nói rằng kẻ sau khi mất đi mà lạnh từ dưới lạnh lên, lạnh từ trên lạnh xuống, hơi ấm thoát ra ở nơi gì? Nơi vùng bụng của mình. Nơi vùng bụng của mình. Thì kẻ đó sẽ sinh vào đường quỷ thần và Atula. Quỷ thần và Atula. Bồ Tát còn giải thích thêm rằng nếu mà người tu nhân tích thiện giữ được 5 điều giới cấm: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Sau khi mất đi, người đó lạnh từ dưới lạnh lên và lạnh từ trên lạnh xuống, hơi ấm gì? Thoát ra nơi ở lồng ngực, tức là thoát ra ở nơi khu vực cái từ cổ, từ thóp thóp cổ này xuống dưới cái mỏ ác của chúng ta này đó. Nơi cái mỏ ác dưới khoảng 20 phân. Thường là thoát ra nơi gì? Ở nơi lồng ngực của mình này. Hơi ấm sờ vào nơi ngực của mình này mà thấy ấm, ran ở nơi ngực này đó. Các nơi lạnh toát hết, chỉ còn mới ở nơi ngực mình là gì? Là ấm sau cùng. Bồ Tát nói, Bồ Tát giải thích rằng người đó sẽ được đầu thai sinh trở lại làm người. Rồi Bồ Tát tiếp tục giải thích rằng những Phật tử hoặc những thiện nam thiên nữ sống ở trên đời được gặp Phật Pháp, tin theo lời Phật dạy, hành trì được gì? 10 điều thiện. Tức là thân thì không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Đối với Phật tử tại gia, khẩu thì không nói dối, không nói sai sự thật, không nói lưỡi đôi chiều và không nói lời hung ác. Và ý thì không khởi gì tâm tham sân si. Đó là gì? Làm được 10 điều thiện đó thì cộng với gì? Cộng với sự bố thí, cúng giảng, phóng sinh, tu phúc, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, chỉ chú, vân vân. Vì đó, sau khi mất đi, lạnh từ dưới bàn chân, hai bàn chân lạnh lên và hơi ấm thì thoát ra nơi gì? Nơi hai con mắt. Tức là sờ vào các nơi thì lạnh hết, chỉ sờ vào con mắt, trái vào con mắt phải này gì? Là cái nơi ấm còn... Còn ấm, duy nhất chỉ có hai cái con mắt hoặc một nơi con mắt đó, còn ấm. Thì Bồ Tát Long Thọ giải thích rằng người đó sống ở trên đời, biết tu nhân tích đức hành thiện, nhưng chưa đủ công đức để chứng đắc thánh quả một đời. Chưa chứng được quả A-la-hán thì chưa thể tự do tự tại vắng, tự do tự tại, thoát ly sinh tử ngay trong kiếp này. Chưa lên hàng thất địa Bồ Tát thì chưa thể chứng quả vị bất thoái chuyển của địa vị Bồ Tát Đạo, địa vị của hàng Bồ Tát, hành Bồ Tát Đạo đó. Thì vị đó thì cũng chưa thể giải thoát ngay một đời. Cho nên vị đó có thể chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn hoặc nhị quả Tư Đà Hàm, nhấn đến chứng được tam quả Tư Đà Hàm, vị đó vẫn có thể gì? Sinh lên trời, sinh lên cõi trời Tịnh Cư Thiên hoặc cõi trời Đao Lợi Thiên, vân vân, hoặc cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới, hoặc cõi trời vô sắc giới, vân vân. Hơi ấm tức là a la gia thức đó thoát ra nơi con mắt của các vị đó, thì vị đó được sinh lên các cõi trời. Đấy là gì? Sáu nơi bình thường diễn ra đối với một chúng sinh bình thường như chúng ta ở trên cõi Nam Thiện Bộ Châu này. Nhưng sau khi Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni thành đạo, chuyển bánh xe Pháp, Ngài thấy rằng chúng sinh ở thời mạt Pháp tự tu, tự giác ngộ, tự giải thoát một đời hoặc nhiều đời, đó là cả vấn đề khó khăn.
Cho nên Ngài khởi cái lòng đại bi tâm, tuyên thuyết ra tịnh độ tam kinh hoặc tịnh độ ngũ kinh. Tịnh độ tam kinh đó là gì? Kinh Phật thuyết A Di Đà kinh, Phật thuyết Quán Vô Lượng Thọ kinh và Phật thuyết Vô Lượng Thọ kinh. Ba bộ kinh này gọi là tịnh độ tam kinh, là ba bộ kinh gì? Để cho những hành giả tu tập tịnh độ y cứ vào để tu tập, à, để tu tập. Đấy là các tổ phân chia như vậy. Nhưng thực tế gì? Có rất nhiều những bộ kinh Đức Phật gì cũng thuyết về pháp môn tịnh độ, như là kinh Bi Hoa. Đức Phật cũng riêng nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, trang nghiêm thủ thắng, và khuyến dạy chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh và bảy chúng đệ tử xuất gia tại gia của Ngài nên tín thọ phụng hành kinh Bi Hoa, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì sẽ được như nguyện, vân vân. Rồi kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật tuy không nói nhiều về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà, nhưng Đức Phật nói rằng ai thọ trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa nhất tâm, đem công đức đó để hồi hướng trang nghiêm Tây Phương tịnh độ, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, khi mình xả bỏ bỏ thân, vị đó gì cũng được như nguyện. Rồi kinh Phật thuyết, kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, Đức Phật nói vị nào mà thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, cung kính cúng dường kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, vị đó sẽ gì? Nếu muốn sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng sẽ được gì? Được như nguyện. Và vì đó thậm chí thì trong kinh còn nói là vì đó muốn gì? Muốn chọn thế giới để sinh. Tức là muốn chọn thế giới nào thì vị đó thì đều có quyền được lựa chọn. Giống như mà một người đi thi vào đại học mà đỗ thủ khoa của cả nước, vị đó có thể gì? Chọn vào bất cứ một trường nào vị đó thích. À, đó là gì? Vì học quá giỏi, học rất giỏi, xuất sắc, đỗ thủ khoa. Ví dụ như thầy nói một cái trường hợp, ví dụ như mà người đỗ thủ khoa vào thi vào trường đại học Harvard của Mỹ chẳng hạn, mà đỗ thủ khoa chẳng hạn, vì đó có thể nộp hồ sơ đi tất cả các trường đại học của Mỹ đều có thể được hoan nghênh và đều có thể được tiếp nhận một cách gì? Tiếp đón một cách nồng hậu. Đó. Học Việt Nam chúng ta chẳng hạn, nếu mà đỗ vào gì? Thi vào trường đại học ngoại thương mà gì mà đỗ thủ khoa chẳng hạn, thì vị đó có thể nộp cái hồ sơ của mình đến rất nhiều trường để thi học. Mà đặc biệt vị đó nếu mà gì, nếu mà đỗ thủ khoa cái trường gì, đại học cảnh sát hoặc là gì, hoặc là công an chẳng hạn, thì vị đó gì, cái điểm nó rất cao, vì đó có thể nộp đi hồ sơ của mình đi tất cả các trường khác, công lập hay như dân lập ở đất nước mình đều có thể được hoan nghênh và đón nhận một cách gì nồng hậu. Đó gọi là gì? Đó gọi là người gì? Một những trường hợp là xuất sắc. Nay nếu các Phật tử chúng ta y theo lời Phật dạy, thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng một cách chân thành, tội diệt phúc sinh, báo hiếu được cho ông bà cha mẹ tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp, giúp đỡ được cho vô lượng chúng sinh được gieo duyên với gì? Với Tam Bảo, với Phật Pháp, công đức các quý vị vô lượng vô biên. Giống như gì? Các quý vị thi đỗ thủ khoa gì? Ở trong môn, trong các bộ môn kinh luận luận mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đấy chỉ dạy, các vị đỗ thủ khoa cái môn này rồi á, thì các quý vị có thể chọn cảnh giới tịnh độ khắp mười phương để vãng sinh đến. Ví dụ các vị mà phát nguyện sáng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà Phật rất hoan hỷ để tiếp đón chúng ta. Nếu phát nguyện vãng sinh về cõi tịnh độ Lưu Ly phương đông của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, Đức Phật Dược Sư thì cũng sẵn sàng và rất hoan hỷ tiếp đón chúng ta, vì một gì? Một thành viên rất xuất sắc ở trong gì? Trong các đệ tử của gì? Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới Sa Bà này. Đó. Hoặc chúng ta
muốn vãng sinh về bất cứ thế giới tịnh độ nào ở khắp mười phương, hoặc uế độ nào nhưng có Phật đang thành đạo và thuyết pháp ở nơi đó, muốn sinh về đó làm đệ tử của ngài, trợ duyên trợ pháp cho gì, cho Đức Phật đó, chúng ta cũng gì đều được như nguyện. Cho nên ở đây mới nói là ngoài sáu cái con đường gì, con đường đi bình thường của những chúng sinh bình thường kia, con đường đi, sáu con đường đi đó thì chính là sáu con đường lục đạo, trời người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đó. Còn một cái con đường đặc biệt cho những hành giả tu tập tinh tiến, đó chính là con đường cầu sinh về các cõi tịnh độ của mười phương chư Phật. Hành giả tu tịnh độ chúng ta được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đặc biệt là gì? Thương tưởng, thuyết ra cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới, khuyên chúng ta gì? Nghe thấy thì nên tin theo. Sau khi tin rồi ấy, thì phải gì? Phải thọ trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà, tức là chuyên niệm gì? Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, vân vân, đều được cả. Sau khi nghe được, tin được, phát nguyện thọ trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà rồi á, thì phải gì? Phải nên phát nguyện nữa. Phải nên phát nguyện sau khi xả bỏ báo thân này, chúng ta nguyện sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chứ không nguyện sinh về thế giới khác. Về thế giới khác chúng ta chưa học, chưa hiểu nhiều. Những Tây Phương Cực Lạc thế giới được Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu rất rõ ở trong ba bộ kinh, đó là kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Vô Lượng Thọ. Ngoài ra còn có rất nhiều những bộ kinh khác Phật cũng giới thiệu cũng khá tỉ mỉ, như kinh Bi Hoa và một số các kinh khác, kinh Đại Bảo Tích, vân vân. Cho nên ở đây chúng ta nếu mà chỉ đem công đức phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, chỉ chú niệm Phật, ngồi thiền vân vân để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới thôi á, thì chúng ta sẽ rất dễ thành tựu cái bản nguyện của mình. Cho nên chúng ta thấy gì? Chúng tôi hội tập bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng mà chúng ta thường đọc tụng hàng ngày đó, cuối cùng đều gì? Đều quy hướng tịnh độ. Cuối cùng đều phát nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc hết. Đó, cho nên ở đây Phật tử này có hỏi câu hỏi rằng sau khi mà chồng mất như vậy nên làm cái lễ vào tuần 35 hay tuần 49. Có người bảo rằng phải đợi đến tuần 49 là cái tuần định nghiệp thì làm thì sẽ tốt. Chứ có người bảo là tuần 49 là tuần định nghiệp rồi á thì làm không có ý nghĩa gì nữa. Nhưng có người thì bảo là phải làm vào tuần 35 thì mới tốt. Chúng ta thường nghe thấy các sư họ bảo như vậy. Nhưng theo quan điểm của chúng tôi á, học và thọ trì đọc tụng cũng như giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng chúng ta nghe thấy chư Phật Bồ Tát nói là gì nhỉ? Người thân của chúng ta mất đi, nếu chưa được giải thoát, chưa được đi đầu thai thoát hóa. Đầu thai tức là đầu thai vào gì? Vào bào thai của người mẹ gì? Là để chuẩn bị cho một tấm thân kiếp người ở trong vài tháng sau. Thoát hóa tức là được sinh lên, hoặc được sinh lên quái trời, hoặc được sinh quái tịnh độ của mười phương chư Phật đó. Đó gọi thoát hóa, vãng sinh vân vân đó. Nếu chưa được như vậy thì trong kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng nói rằng thần thức của người đó, nói theo thế gian gọi là thần thức, nói theo Phật Pháp, theo Phật giáo gọi là gì? Trung ấm thân. Cái trung ấm thân hay gọi là thần thức đó, trong kinh Địa Tạng nói là họ mong ngóng chúng ta gì? Từng ngày, từng giờ, từng phút, thậm chí là từng giây. Nhỏ hơn từng giây đó là gì? Trong nhà Phật nói là từng sát na một. Họ mong ngóng, họ chờ đợi người thân của chúng ta ở trên dương gian này, trên dương thế này, tu nhân tích đức, làm các việc thiện để hồi hướng cho họ. Họ chờ lắm, họ mong lắm, họ ngóng lắm. Cho nên nương vào đó chúng ta có thể thấy rằng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng Phật Bồ Tát gì? Dạy kỹ hơn, dạy rất kỹ về cái phương pháp tu nhân tích đức hồi hướng
trợ duyên cho gì? Cho người vừa quá cố như thế nào? Tức là người vừa mới chết như thế nào? Đó. Làm càng sớm càng tốt, không cứ là phải gì? Phải 35 ngày hay 49 ngày? Trong luật đại chế độ nói rằng á, cái trung âm thân đó cứ 7 ngày thì nếu mà theo cái nó chưa được đi vãng sinh, chưa đi thoát hóa, cứ 7 ngày thì cái trung âm thân đó lại gì? Lại mất đi. Tức là lại sinh ra một cái trung âm thân mới khác để tồn tại. Tức là trong trung âm thân nó cứ 7 ngày nó là phải gì? Hết nói mình nói nôm na như là như giống như là thắp một cái gì? Rót một phao dầu vào một cái đèn kỳ á, thì chúng ta gì? Thắp lên ví dụ như 24 tiếng đồng hồ là nó cháy bình thường, 24 tiếng đồng hồ là nó hết đi, hết cái phao dầu đó. Thì đương nhiên chúng ta phải gì? Muốn cho nó cái đèn nó cháy tiếp thì phải gì? Lại rót thêm một phao dầu mới vào thì nó mới tiếp tục. Nó mới tiếp tục cháy được, bằng không ấy thì nó tắt ngỏm đi. Đó. Thì tương tự như vậy, trung âm thân. Đức Phật nói ở trong kinh Bồ Tát Long Thọ giải thích ở trong luận đại chế độ nói rằng á, nếu không có gì thay đổi đặc biệt thì cứ 7 ngày cái trung âm thân đó lại mất đi và sinh ra một trung âm thân mới. Tương tự như vậy. Nhưng chỉ được 7 lần thôi chứ không được quá. Mà 7 lần mỗi lần là gì? Tối đa là 7 ngày, 7 49 ngày. Đấy là gì? Đấy là trường hợp là tối đa cho vấn đề gì? Trung âm thân của con người ta sau khi mất. Đó. Tối đa là 49 ngày. Vì ngày thứ 49 cũng chính là gì? Cái ngày mà cái trung âm thân đó không thể sinh ra một cái thân thứ 8 nữa, mà chỉ đến thân thứ 7 là gì? Là hết. Và phải đi gì? Đi đầu thai tùy theo nghiệp cảnh. Có phúc á, thì đi lên cõi người hoặc cõi trời. Phúc mà gì? Vừa do tính sân hận nhiều lúc còn sinh tiền đó, tức lúc còn sống đó, thì vì đó gì? Sinh vào cõi quỷ thần, cõi Atula. Nếu mà phúc mà kém á, do nghiệp tham sân si còn nhiều, đặc biệt là nghiệp gì? Nghiệp si, thì sẽ sinh vào vào làm súc sinh. Sát sinh hại vật nhiều cũng có thể là cái nhân để vào con đường súc sinh. Nhưng cái nghiệp si mê, tức là ngu si không có trí tuệ đó, thì sau khi mất đi dễ vào con đường súc sinh lắm. Còn tham lam, nghiệp tham lam lúc còn sống á, thì thường thì tham vừa vừa thì hay vào con đường gì? Ngã quỷ, thì quỷ đọa. Sân vừa vừa cũng thường vào con đường quỷ đọa. Và cũng có thể vào con đường gì? Súc sinh. Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thượng Tịnh Hà Không nói rằng vì sao mà có hổ lang xài báo rắn độc? Vì có những kẻ ở đời trước sân hận vậy. Vì có đời trước sân hận cho nên gì? Sân hận chuyên nghĩ việc ác và muốn làm việc ác ấy, thì đời sau gì? Nó chưa đủ cái tội để sinh vào hai đường cực ác, đó là địa ngục và ngạ quỷ, thì vì đó sinh làm vào con đường súc sinh, như làm thân gì? Hổ lang xài báo rắn rết bọ cạp, vân vân, ở trong đường súc sinh. Cho nên tham sân si ở đây cứ không cứ là cứ tham là đọa vào con đường ngạ quỷ, sân là đọa vào địa ngục và si là đọa vào súc sinh. Nhưng mà ở đây là muốn cho chúng ta học có thứ lớp để dễ nhớ, thì các cụ thường hay thì phương tiện để nói là tham vừa vừa thì sẽ đọa làm ngạ quỷ, sân vừa vừa thì đọa làm gì? Đọa vào địa ngục, và si vừa vừa thì đọa vào gì? Súc sinh. Còn tham sân si cả ba đều có lẫy lừng thì chắc chắn cánh cổng địa ngục sẽ mở ra. Cho nên ở đây chúng tôi muốn nói với các Phật tử chúng ta là không cần phải đợi đến 35 hay 49 ngày, có nghĩa làm càng sớm càng tốt. Vì sao bây giờ chúng ta thấy là ở các chùa và các sư thường hay cúng thì hay cúng gọi là thất thất chay tuần. Thất thất chay tuần. Thất tức là gì? Là 7.
thất thất tức là hai cái bảy, cho thấy nói thất thất tức là hai cái bảy này, tức là bảy bảy nhân bảy đó là bốn gì 49 ngày, bảy bảy 49 ngày, thất thất trai tuần, tức là bảy bảy 49 ngày. Trong vòng 49 ngày đó thì theo như trong kinh Địa Tạng nói là nên phóng sinh tu phúc làm các việc thiện, cung thỉnh chư tăng để thọ trì đọc tụng tôn kinh để hồi hướng cho vị đó, bố thí phóng sinh tu phúc cúng dường làm tất cả các việc thiện để đem công đức ra hồi hướng cho người vừa mới mất kia, thì công đức rất lớn. Còn sau 49 ngày làm thì các vong nó có nhận được không? Hoặc là những người đã thoát hóa đầu thai về cõi người hoặc cõi trời rồi có tiếp nhận được không? Có, vẫn được. Họ vẫn tiếp nhận được cái lòng thành của chúng ta. Mà ít nhất thì chúng ta thì có công đức, có phúc báo. Cho nên kể cả họ mất qua 49 ngày rồi, thậm chí mất 5 năm, 10 năm, thậm chí lâu hơn đấy, chúng ta vẫn có thể gì hồi hướng cho những vong linh đó. Vì chúng ta thì phàm phu tục tử chưa biết là cái người mất kia đã được vãng sinh Tây Phương hay là được sinh lên trời hoặc sinh làm người hay chưa, hay vẫn ở trong ba đường ác. Đừng nghe mấy bà đồng bóng nói rằng á, người mất nhà mình á, được sinh Tây Phương Cực Lạc rồi. Cũng đừng nghe mấy bà đồng bóng nói rằng á, người mất nhà mình còn đang đọa trong đường ác đạo. Như vậy là gì? Là tà đấy. Trong chính Phật Pháp không có cái điều đó. Cho nên mấy năm trước tôi nghe một đại đức ở trong miền Nam ra, cũng tu theo tịnh độ, truyền bá pháp môn tịnh độ. Ra miền Bắc chúng ta mở các đạo tràng, thuyết pháp, giáo hóa độ sinh, khuyến mọi người niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Tôi lúc đầu cũng rất là ngưỡng mộ cái công đức của vị đó. Làm được cái còn trẻ mà làm được cái việc đó, dấn thân làm việc đó là rất gì, rất quý, cho nên tôi cũng ngưỡng mộ lắm. Nhưng tôi nghe các Phật tử lên đã tham dự khóa tu Phật thất 7 ngày ở một cái chùa dưới huyện Chương Mỹ của vị đó về làm trụ trì để giảng cũng như hướng dẫn tu. Sau khi ngày cuối cùng của khóa tu tới ngày thứ 7, ngày mãn thất, mời một nhà ngoại cảm về, và nhà ngoại cảm đó rất nổi tiếng. Nhà ngoại cảm nữ rất nổi tiếng ở miền Bắc chúng ta. Xin cho tôi không nói tên của vị đó, vì vị đó bây giờ cũng vẫn còn đang hành nghề đó. Cho nên mình trong cuộc sống mình là người xuất gia cũng tế nhị, tránh va chạm với những chúng sinh, với những vị đó thì nó tốt hơn. Phật không muốn cho chúng ta có bất cứ một cái va chạm nào với những người đời hoặc là bất cứ ai ở trên cuộc đời này. Cho nên thì chúng ta tránh không nói đến tên họ thì chắc chắn thì cũng chả có sự va chạm gì cả. Nhưng câu chuyện nó có thật như vậy. Mấy Phật tử tham dự cái pháp hội Phật thất đó tụng một tuần đó, đi đến kể với tôi rằng không biết là có thật hay không. Vì sau khi vị đại đức đó tu hết ngày cuối Phật thất, có mời cái nhà ngoại cảm rất nổi tiếng của Việt Nam chúng ta, đặc biệt miền Bắc này, nhà ngoại cảm nữ đến để chia sẻ Phật pháp. Và nhà ngoại cảm đó nói rằng cái pháp hội này á, mọi người đến tham dự tu tập rất là lợi lạc. Và vị nhà ngoại cảm đó nói rằng á, có bao nhiêu nghìn, nói rõ là có bao nhiêu nghìn, mấy trăm, mấy chục, mấy người được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức là những vong linh á. Rồi có bao nhiêu á, nghìn, bao nhiêu vạn á, vong linh á, được vãng sinh về các cõi trời. Và còn á, bao nhiêu nghìn, bao nhiêu vạn những vong linh á, được thoát khổ. Nói ra như vậy. Và vị đó nói là vị đó thấy hết, biết hết. Và vị sư, vị đại đức đó cho đó là gì? Là cái thành quả của việc tu hành Phật thất của mình, dẫn dắt đại chúng tu hành niệm Phật thất của mình. Vị đó rất hoan hỷ vì điều đó. Và các Phật tử hỏi tôi rằng như vậy có đúng không? Không một chút do dự, chắc chắn tôi trả lời với các Phật tử đó rằng là chắc chắn là không đúng. Xét trong khắp Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật, Kinh Luật Luận chúng tôi gì đã từng đọc, từng nghiên cứu và đã được học,
với các bậc tôn túc trong 8 năm ngồi trên ghế nhà trường từ trung cấp cho đến học viện một cách bài bản như vậy. Mà khóa của chúng tôi ngày xưa còn rất nhiều các vị tôn túc trưởng lão hòa thượng rất là giỏi, rất là đạo hạnh giảng dạy trong hai khóa học trung cấp và học viện của chúng tôi. Cho nên á, chúng tôi cũng chưa thấy các ngài nói rằng á, con người chúng ta tăng ni tu tập và hướng dẫn cho Phật tử tu tập đạo tràng và sau đó mời các nhà đồng bóng, các nhà gì ngoại cảm về để phán xét rằng khóa tu này có bao nhiêu người vãng sinh, bao nhiêu người được sinh lên trời và bao nhiêu người được chuẩn bị được vãng sinh hoặc được sinh lên trời vân vân và vân vân. Cho nên không một phút do dự, tôi liền trả lời với các Phật tử ngày đó là gì, chắc chắn đó là gì, tà pháp. Sư cũng tà mà gì, mà nhà ngoại cảm cũng tà, hai bên phối hợp với nhau một cách gì thô lỗ để lừa đảo gì, lừa đảo tín chúng. Tôi nói là phối hợp với nhau một cách gì thô lỗ để lừa đảo gì, lừa đảo thánh chúng, lừa đảo tín chúng. Thấy tín đồ Phật tử và những người dân gì có lòng tin chất phác chân thành, cho nên á họ bàn nhau gì để lừa các Phật tử và lừa nhân dân. Thì vậy mà tôi khẳng định là đó là tà đạo chứ không phải là chân chính Phật pháp. Và các Phật tử thì có khá nhiều người không nhận ra cái điều đó, vẫn cho gì cho đó là hiển nhiên là gì, là vị đó làm việc tốt, hiển nhiên là vị đó gì truyền bá Phật pháp một cách gì chân chính, khiến cho nhiều người biết đến, để biết đến đạo Phật. Xin thưa các quý vị, Đức Phật không dạy tăng ni của chúng ta đem truyền bá Phật pháp bằng cách đó để nổi tiếng nhanh, để lấy gì, lấy lòng tín đồ Phật tử để lôi kéo nhân dân về với đạo Phật chúng ta. Không, trong suốt chiều dài 49 năm thuyết pháp độ sinh của Đức Phật, trong tất cả Tam Tạng Thánh Điển, chưa có nơi nào Đức Phật dạy cho các hàng đệ tử của Ngài làm như vậy cả. Mà chúng ta biết rằng cái gì Đức Phật không dạy mà chúng ta làm sai với chân lý, sai với quy luật vận hành của nhân quả, tất cả đều là tà hết. Đó, cho nên ở đây chúng tôi mới nói rằng không cần phải đợi đến 35 hay 49 ngày, mà càng sớm thì càng tốt. Cho nên khuyên Phật tử có câu hỏi này, càng tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc làm việc thiện để hồi hướng được cho gì, cho chồng vị này, thì càng sớm càng tốt. Còn tuần thứ 35 hay 49 người ta hay làm đó thì thường thì nó thành cái thói quen. Các sư ở chùa và các Phật tử chúng ta nghĩ là người chết trẻ thì làm vào tuần 35, còn người chết già thì gì, làm vào tuần 49. À, thường thường là như thế. Cái người chết trẻ thì bảo thôi cúng vào tuần 35 đi, cúng vào tuần 35 là tốt lắm. Tuần 35 là định nghiệp của người trẻ và tuần 49 là gì? Định nghiệp của gì? Của người già. Không phải như vậy. Cũng chẳng có chỗ kinh sách nào nói là tuần 35 là tuần định nghiệp của người trẻ, chết người mất trẻ, còn tuần 49 là tuần định nghiệp của người mất già cả. Mà trong luận đại trí độ nói rất rõ là tuần thứ 49 là tuần định nghiệp của tất cả những người sống ở thế gian này mất đi, hoặc các loại chúng sinh sống ở thế gian này mất đi, thì cái trung ấm thân nó chỉ được gì, được đến ngày thứ 49 là phải đi đầu thai hoặc thoát hóa hoặc thọ báo. Thoát hóa tức là được sinh về cõi lành đi, cõi Atula trên trời, hoặc là cõi gì, các cõi trời, dục giới sắc giới vô sắc giới trời đi, thiên đi, dục giới sắc giới vô sắc giới thiên đi, hoặc gì đầu thai, tức là gì? Đầu thai trở lại gì làm người thì còn gì còn khá, mà làm thú, làm chim làm cá thì cũng gọi là đầu thai. Đó, làm chim làm cá cũng gọi là đầu thai, làm thú cũng là gì, rắn rết cũng là gì, cũng là đầu thai. Đầu thai, thoát hóa và gì, và thọ báo. Thọ báo tức là sao? Thọ báo ở đây tức là chỉ cho gì đọa vào trong hai đường ác đạo do hóa sinh không có thân hình. Hai đường ác đạo này không có thân hình, cho nên
gọi là hóa sinh. Hóa sinh ở đây là hai cõi gì? Đó chính là cõi địa ngục và cõi ngạ quỷ. Đầu thai tức là gì? Chỉ cho cõi người và cõi gì? Cõi súc sinh. Súc sinh thì có chia ra gì? Các loài bay ở trên trời như là chim muông. Loài đi ở dưới đất như là gì? Loài bò, bò sát đó, tức là như rắn, rết, vỏ cạp vân vân. Loài chạy á thì bằng bốn chân hoặc hai chân như là con chuột túi, hay là hai chân như con chuột túi, hoặc bốn chân như con gì, con hiêu, con nai, con hoang, con hổ, con báo, con sư tử vân vân đó. Hoặc bơi ở dưới nước như là con gì, các loài tôm, cua, cá, ốc, thủy tộc vân vân đó. Tất cả bốn loài này, tất cả các loài này Đức Phật nói trong lục đạo, Đức Phật nói là có sáu đường, có bốn đường sinh, đó là noãn sinh, thai sinh, noãn sinh, thấp sinh và hóa sinh. Thai sinh tức là gì? Con người này, con trâu, con bò, con chó, con lợn, tức là gì? Sinh từ bào thai mẹ sinh ra, gọi là thai sinh. Noãn sinh tức là những loài sinh gì? Sinh ra bằng trứng, noãn là trứng, như là con gà, con chim, con rắn, con rùa vân vân. Tức là loài nào sinh ra bằng trứng thì gọi là noãn sinh. Noãn nó chỉ cho gì? Trứng. Thấp sinh, thấp sinh tức là chỉ cho gì? Những con mỏng, con muỗi gì, nó sinh ra từ, được sinh ra từ nơi ẩm thấp, do con mẹ, con bố, con mẹ nó giao cấu với nhau và sinh ra những loài trứng rất là nhỏ xíu ở gì, ở dưới những cái nơi ẩm thấp như vũng nước hay những nơi ẩm thấp, và nhờ có những nơi ẩm thấp đó mà cái trứng nó tồn tại được và phát triển rồi sinh nở thành gì, các loại ấu trùng nhỏ bé, và sinh ra thành con gì, con muỗi, con mỏng, con côn trùng nhỏ bé vân vân. Đó là nơi gì, chỉ cho loại gì, thấp sinh. Một loại thứ tư sinh đó, đó là gọi là hóa sinh. Hóa sinh thì gì, có hai loại sinh vào con đường gì, con đường quỷ thần Atula, và con đường gì, con đường chư thiên, đó gọi là, hoặc gì, cõi tịnh độ của mười phương chư Phật, đó con đường hóa sinh về cảnh giới gì, cảnh giới vừa, cảnh giới trung và cảnh giới cao. Vừa tức là chỉ cho cõi thần Atula ở sát cõi trời, hàng trung á thì tức là chỉ cho sinh về các cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Còn hóa sinh về gì? Về cảnh giới Phật, để được thân thừa chư Phật, để hành Bồ Tát đạo, và đợi gì, đợi một kiếp để thành Phật gần ở trong tương lai để phổ độ chúng sinh đó, gọi là bổ sứ Bồ Tát lên hàng ngôi, bổ sứ Bồ Tát lên một đời nữa là thành Phật đó. Đó, thân thừa thân cận chư Phật để làm gì, được các ngài thọ ký và hướng dẫn cho chúng ta tu tập một đời thành Phật, thì đó gọi là gì? Hóa sinh về cảnh giới gì, cao tột nhất, thù thắng nhất, vi diệu nhất đó. Còn một cái con đường gì, hóa sinh ngược lại với gì? Ngược lại với những cảnh giới tốt đẹp đó là gì? Hóa sinh mình gọi là thọ báo đó, tôi mới gọi là gì? Thọ quả báo đó, tức là gì? Thọ sinh đó, thọ quả báo đó, để vào những nơi hai con đường thấp đó là ngạ quỷ và địa ngục, không có thân hình, hai thế giới không có thân hình mà chỉ có tâm chiêu cảm. A là gia thức, tự chiêu cảm lấy cái cảnh khổ đau đó mà cảm thấy mình có thân, nhưng thực tế thì không có thân. Giống như, cũng giống như ở trong chiêm bao, một giấc chiêm bao. Các Phật tử, các quý vị thiện nam tín nữ chúng ta, nếu mà ai chúng ta ngủ thêm một giấc chiêm bao xấu ác, bị người ta đuổi, người ta chém, người ta giết, hoặc là bị thú dữ đuổi, cắn, bắt và giết chúng ta, chúng ta sợ sệt, vừa chạy vừa la, chạy toát mồ hôi ra, sợ tim đập bình bịch, thậm chí sợ đến gì? Đến gọi là tóc lông dựng đứng cả lên. Nhưng mà khi tỉnh dậy, chúng ta ú ớ, có người bên cạnh đập chúng ta một cái, hay là gọi chúng ta dậy, hoặc tự nhiên chúng ta thức dậy,
tự thức dậy, chúng ta mới biết hóa ra một giấc mơ. Nó chỉ là một giấc mơ. Tại sao chúng ta lại tỉnh dậy rồi biết là một giấc mơ, tại sao chúng ta vẫn sợ? Nhất là chúng ta sợ gì? Sợ thấy chúng ta chết, sợ thấy cảnh chết chóc. Chúng ta thì rất sợ. Bình thường theo bản năng con người cũng như các gì muông thú, bản năng của chúng ta là gì? Là ham sống và sợ chết. Ai ai cũng vậy, cũng ham sống và sợ chết. Cho nên khi chúng ta thấy gì? Thấy cái sự chết chóc đến với bản thân chúng ta rất gì? Rất là sợ. Hoặc sự chết chóc đến với người thân của chúng ta trong giấc chiêm bao đó, chúng ta gì? Tỉnh dậy vẫn còn gì? Vẫn còn sợ. Thậm chí sợ đến nhiều ngày sau, nhiều tháng sau, thậm chí có vị gì? Sợ đến gì? Sợ đến hàng vài năm sau vẫn vẫn chưa hết cái ám ảnh, cái giấc mơ chết chóc đó. Tuy chỉ là một giấc mơ, nhưng tại sao chúng ta vẫn sợ? Vậy đọa vào trong gì? Thần thức chúng ta khi mà đọa vào đường ác, địa ngục và ngạ quỷ thì cũng tương tự như trong giấc mơ đó. Nhưng giấc mơ của chúng ta ở trong một gì mấy tiếng đồng hồ chúng ta ngủ mơ thấy đó gì gọi là tiểu mộng. Còn cái giấc mơ mà chúng ta gì, chúng ta đang mơ ở trong cái cảnh giới, cái cảnh giới mà trung ấm thân, thần thức chúng ta bị đọa lạc đó, tức gọi gì, gọi là đại mộng. Đại mộng tức là một giấc mơ gì, giấc mơ rất dài, một giấc mơ không biết ngày nào chúng ta mới tỉnh lại được. Trong giấc mơ đó chúng ta gì, cảm thấy đau khổ như thực, lo lắng và sợ sệt gì như thực. Giấc mơ đó gọi là đại mộng. Và thần thức trung âm thân của chúng ta đó thọ cái báo khổ ở trong con đường địa ngục và con đường ngạ quỷ đó, cũng giống như chúng ta mơ thấy một cái giấc mơ thật hãi hùng mà vừa vài đêm hôm trước chúng ta ngủ mơ đấy chẳng hạn đó. Cho nên á, đại mộng và tiểu mộng tuy không thật có hình tướng nhưng vẫn làm cho chúng ta lo lắng, vẫn có thể làm cho chúng ta gì đau khổ và sợ sệt đến gì ăn không ngon ngủ không yên, thậm chí phát bệnh mà sinh cuồng tâm mà chết đó. Sinh cuồng si tâm phát bệnh mà chết đó. Đó cho nên không phải đơn giản đâu các quý vị. Cho nên ở đây chúng tôi không chỉ qua nói cho Phật tử này mà chỉ nói cho rất nhiều những Phật tử và những thiện nam tín nữ chúng ta biết được cái điều này. Cho nên sau khi gia đình chúng ta thì chắc chắn rằng chắc chắn không sớm thì muộn gia đình nào cũng sẽ có người chết, và bản thân chúng ta chắc chắn gì cũng sẽ bị chết. Cho nên là cái điều tốt nhất là chúng ta phải học và hiểu ngay từ bây giờ. Nên một khi một lúc bất cứ một lúc nào đó chúng ta có người thân trong gia đình hoặc trong họ hàng chúng ta hoặc bạn bè chúng ta gì nằm xuống về thế giới bên kia, chúng ta nên làm một cái điều gì đó tốt đẹp cho họ, khiến cho họ gì được thoát khổ, được sinh về cõi lành sớm hơn. Ngày nào quý ngày đó, giây phút nào quý giây phút đó. Cho nên càng làm được việc phúc thiện, lễ bái, hồi hướng cúng dường như trong tinh thần của Kinh Địa Tạng nói, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, đọc tụng gì kinh điển đại thừa, tự đọc được càng tốt, không tự đọc được thì kiến lập đàn tràng, cung thỉnh chư tăng chư ni đến gì và đại chúng tín đồ Phật tử trong đạo tràng đến để đọc tụng cho, thì công đức cũng vô lượng, đem hồi hướng cho người vừa mất kia, thì người vừa mất kia đến lúc đó dễ nhận lắm. Vì sao lúc đó lại nói họ dễ nhận? Bình thường chúng ta thấy người học đạo chúng ta khi còn trẻ còn khỏe, bà tin Phật đi học đạo đi, tụng kinh đi, nghe giảng đi, ôi trời mê tín dị đoan đấy, nó thế mà. Bình thường chúng ta thấy đem Phật pháp đến cho một người đang có công danh gì, đang thăng tiến công danh trên bước đường công danh của đang thăng tiến, cứ vài ba năm lại thăng quan tiến chức một lần,
nhà lầu ở xe hơi, vợ đẹp con ngoan, cái gì cũng có. Vì có chức quyền tức là gì? Có tiền bạc. Mà có tiền bạc tức là có gì? Rất dễ có gì? Có nhà lầu xe hơi. Mà có nhà lầu xe hơi thì rất dễ có gì? Có vợ đẹp. Con ngoan thì chưa chắc. Con ngoan thì chưa chắc. Nhưng có chức quyền, có nhà lầu xe hơi thì rất dễ có vợ đẹp. Chúng ta đem một cái quyển kinh đến, bác ơi, tôi hôm qua đi chùa đó, được các thầy biếu cái quyển kinh này hay lắm, bác xem đi, bác xem rồi đọc đi, tụng đi công đức vô lượng vô biên. Ngay lập tức người ta gì, nếu mà cái người tử tế thì một chút thì vâng, gì người ta bảo là thế cảm ơn gì, cảm ơn cụ hay là cảm ơn anh cảm ơn chị, thì tôi gì chưa có thời gian, thôi để bao giờ tôi có thời gian tôi thôi cảm ơn cụ hay cảm ơn bác hay anh chị, thôi anh cứ đem gì anh chị hay là cụ thì cứ mang về để đem biếu người khác trước đi, bây giờ tôi đủ duyên thì tôi gì tôi sẽ xin. Họ từ chối khéo đấy. Vì sao họ từ chối khéo? Vì họ nghĩ là gì? Những người xuất gia là những người gì? Những người ăn bám xã hội. Các Phật tử đi chùa như chúng ta là gì? Là những người mê tín dị đoan. Chỉ những người gì? Có học hành, có tri thức, có địa vị cao, có nhà lầu xe hơi, có vợ đẹp, con ngoan vân vân, hoặc con chưa ngoan hay là chưa có con thì thôi điều đó chưa nói tới. Nhưng gì, cái gì họ thì họ có hiện tại bây giờ ở trong cuộc sống này là từ bàn tay khô khốc của họ làm ra, không chỉ làm cho bản thân của họ mà gì, còn góp phần xây dựng đất nước này rất nhiều, rất rất nhiều nữa. Cho nên họ nghĩ rằng họ làm ra sản phẩm làm cho xã hội được thanh bình, được thái bình thịnh trị như bây giờ vân vân, đó tất cả đều gì, đều do có công lao lớn của họ. Cho nên á, họ nghĩ những người gì học Phật chỉ biết gõ mó tụng kinh cốc cốc, ai mà cũng như mấy ông sư ở trong chùa, mấy thầy chùa trong chùa thì đất nước này có gì, chắc là diệt vong. Có những người đã đưa câu hỏi hỏi tôi rồi đấy, một bạn sinh viên khóa tu cách đây mấy mấy khóa tu đưa một câu hỏi hỏi tôi rằng bạch thầy cho con hỏi, con cũng rất gì tín mộ đạo Phật, rất quý trọng gì các thầy xuất gia, đặc biệt là gì là thầy, những thầy cho con hỏi một câu, nếu ai cũng xuất gia gì tu hành như các quý thầy, trai không lấy vợ, gái không lấy chồng, thì đất nước này, thế giới này sẽ đi về đâu khi mà tất cả những người xuất gia đều già và đều vãng sinh Tây Phương Cực Lạc hết? Các vị biết tôi trả lời thế nào? Tôi trả lời tôi bảo rằng á, bao giờ á, đợi tất cả già trẻ gái trai ở Việt Nam này cũng như ở trên thế giới này đều xuất gia làm sư hết, tôi sẽ trả lời câu hỏi đấy cho vị nghe. Và vị ấy nói rằng á, bạch thầy đợi đến lúc đó thì chẳng bao giờ có. Thì tôi bảo nếu bạn bảo chẳng bao giờ có thì đương nhiên là gì, tôi đã trả lời rồi. Từ bạn đã trả lời gì? Chẳng bao giờ đất nước Việt Nam này già trẻ gái trai và tất cả con người trên thế giới này đều xuất gia như chúng tôi hết. Bạn nói rằng đợi đến lúc đó chẳng bao giờ có, thì có nghĩa là bạn đặt ra câu hỏi và bạn đã gì? Đã tự trả lời câu hỏi của bạn được rồi. Không cần phải tôi phải trả lời nữa. Giống như ngày xưa, thời xưa khi ở bên Trung Quốc có một vị tổ sư, đó là Mã Tổ Đạo Nhất. Có một ông quan rất lớn của triều đình đến, cũng cật vấn Mã Tổ như vậy, bảo rằng bạch Tổ, con rất kính trọng Phật Pháp và kính trọng Tổ, nhưng mà con có một điều thắc mắc ở trong lòng. Tổ hỏi rằng và ông có điều gì thắc mắc ông cứ nói ra xem. Đó. Vị đại thần cái vị quan lớn kia mà cũng là đệ tử của cụ mà, cho nên thầy trò cũng vui vẻ hỏi chuyện với nói và vị đại thần kia hỏi là dạ, bạch Tổ là gì? Nếu mà ai cũng xuất gia làm tăng á, như Phật và như Tổ á, thì thế giới này còn ai là người gì gánh vác giang sơn, còn ai là người gì phò vua giúp nước và giống nòi
của loài người chúng ta sẽ bị tuyệt chủng gì chỉ trong vài chục năm tới. Xin là tổ giải thích cho gì cho con được biết quan điểm của Phật giáo như như thế thì trả lời như thế nào. Tổ nhẹ nhàng bảo một câu rằng là gì? Chỉ ra cái con sông ở trước cửa chùa là cái con sông Trường Giang và nói là nếu mà trả lời cho ông ấy thì ta không có ngại ngùng cái gì cả. Nhưng mà ông hỏi một cái câu hỏi như thế chắc chắn ông phải là một con người gì? Có một bổ kiến thức. Tức là gì? Con người rất là trí tuệ. Tầng lớp thượng lưu trong xã hội mới có thể đưa ra một câu hỏi đó như vậy. Thế cho nên bây giờ thì thôi, nếu mà một cái câu hỏi này là một cái người dân thường, một cái người gì vô học, một cái người không biết chữ thì tôi thì cũng sẽ cố gắng để trả lời làm sao để cho người ta dần dần người ta hiểu biết dần dần. Nhưng mà ông ấy thì chắc chắn là con người có học rồi, làm quan lớn đầu triều, làm tể tướng rồi, phò vua giúp nước, có công lừng lẫy như vậy, chắc chắn là người phải có học. Cho nên đợi bao giờ ông đã uống một ngụm mà ngụm hết cái con gì, cái nước của con sông Trường Giang, tôi sẽ trả lời gì cho ông nghe. Vị tể tướng kia nói rằng bạch tổ, làm gì có cái chuyện mà một ngụm mà con ngụm hết cái nước của sông Trường Giang, điều đó không bao giờ xảy ra. Mã Tổ là đại sư cũng liền bảo là gì, vậy thì ông nghĩ xem, ông không có thể một ngụm mà ngụm hết, uống hết cái nước của sông Trường Giang, thì ông nghĩ xem ở thế giới này có bao giờ lại có tất cả gì những con người lớn người bé, già trẻ gái trai lại xuất ra học Phật hết hay sao? Cái vị tể tướng người nghĩ ngợi một chút và gật đầu và bảo đúng thế, đúng thế, tổ nói không có sai, điều đó không bao giờ xảy ra. Đó, tức là đấy là những cái câu hỏi như là thời Đức Phật còn tại thế gọi là những câu hỏi gì? Câu hỏi vô nghĩa. Câu hỏi đó gọi là câu hỏi vô nghĩa thì Đức Phật thì thường là dùng gì? Dùng im lặng hoặc là dùng gì? Dùng câu hỏi lại để trả lời. Dùng câu hỏi lại để cật vấn lại để lấy câu trả lời. Giống như Mã Tổ Đạo Nhất xưa kia trả lời một vị tể tướng đại thần kia, hay giống như mấy khóa tu trước tôi cũng trả lời một bạn sinh viên kia. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng trong cuộc sống chúng ta thấy rằng đừng có nghĩ rằng cái gì chúng ta phải mắt thấy tai nghe tay sờ tay mó được mới gì mới tin. Còn nói về địa ngục ngạ quỷ là gì, mắt không thấy tai không nghe tay không sờ không nắm được thì không có tin. Ở trên thế gian này có khá rất nhiều người khi họ còn đang trẻ, đang khỏe, đang gì, đang trên con đường phát triển về công danh sự nghiệp, tiền tài danh vọng, chúng ta bảo họ học, bảo họ tu Phật đó, họ không có tu, họ không có tin. Nhưng khi chỉ khi nào gia đình họ gặp gì hiếu sự, hiếu sự tức là gì? Có thể gặp chuyện gì ốm đau bệnh tật hoặc là gì gia đình con cái nó hư hỏng nó phá phách, hoặc là ông đó bà đó anh chị cô đó gì vừa bị đuổi việc vừa bị sa thải vân vân chẳng hạn, đến lúc đó họ buồn họ đau họ nghĩ về cách gì, họ nghĩ về cái sự khổ đau nhân sinh thế thái vô thường đó, đến lúc đó họ mới có thể, lúc đầu họ nghĩ là thôi đi đến cửa Phật để cho nó khuây khỏa, nhưng đến thì may mắn cho họ là gì, gặp được một vị sư có thể thuyết pháp giảng đạo cho họ nghe, đem giáo lý của Đức Phật nói về nhân quả, nói về sinh lão bệnh tử, nói về vô thường cho họ gì, họ nghe họ hiểu ra, thì khi đó thì không cần phải đưa cho họ quyển kinh, họ cũng gì cũng đến xin quyển kinh để học. Tương tự như vậy, con người chúng ta khi còn sống còn khỏe mạnh thì rất khó gì, rất khó giáo hóa để tín đạo, để tín Phật. Nhưng khi chết đi, chưa được thoát hóa, chưa được đầu thai làm người hoặc làm súc sinh đó, vẫn còn ở dưới cõi âm hoặc làm gì, làm ma trêu quỷ đói ở ở dưới cõi âm đó,
Ma trêu tức là sao? Tức là những cái ma nó cứ lập lờ đầu đường xó chợ đó. Nó gọi là ma trêu, quỷ đói thì ăn xin ăn mày, những cái loại quỷ đói ăn xin ăn mày vân vân. À, đầu đường xó chợ vân vân, đầy dãy hư không. Bờ sông, bến nước đều có hết đó. Cho nên á, ở họ đang ở trong cái cảnh giới khổ đau như vậy, mà chúng ta đem công đức tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho họ thì chẳng khác gì mà kẻ chết đuối vớ được cọc. Các Phật tử, các thiện nam tín nữ, chúng ta biết được cái câu chuyện kẻ chết đuối vớ được cái cọc chứ. Tức kẻ sắp chết đuối, nó đúng là kẻ sắp chết đuối. Nó nói là kẻ chết đuối tức là chết bố nó rồi, thì vớ được cái cọc thì cũng bằng nhau, thì chả giải quyết được cái gì nữa cả. Mà con nó có đụng vào cái cọc nó chả làm, kẻ sắp chết đuối. Nói đầy đủ là kẻ sắp chết đuối vớ được cái cọc. Đó. Chúng ta thấy nếu mà người gì? Nhảy xuống sông hoặc biết bơi hoặc không biết bơi. Biết bơi nhưng mà có thể do một cái điều kiện đó, hoặc rơi đi vào vòng xoáy của nước, hoặc bị chuột rút hoặc không thể bơi được nữa. Thì lúc đó họ cứ gì? Họ cứ lấy tay họ thì bãi bả chồi lối chồi lên, lúc đó vớ được. Họ tóm được cái cọc thì chắc chắn là họ sẽ ôm chặt lấy cái cọc và họ thì họ ngoi lên. Đó gọi là kẻ sắp chết đuối vớ được cái cọc thì chắc chắn họ sẽ không để bỏ qua cái cơ hội gì. Trong một giây phút tích tắc giữa cái sống và cái chết đó, họ sẽ bám chặt vào cái cọc và họ sẽ từ từ ngoi lên. Đó. Cho nên chúng ta thấy là cứu cứu người chết đuối thì thường hay bị chết oan là như thế. Vì sao mà cứu người chết đuối hay bị chết oan? Vì cái người sắp sửa chết đuối thì mà chúng ta ra cứu người sắp sửa chết đuối đó, thì chúng ta ra cứu nó. Các cụ ngày xưa đó, và chúng tôi ngày xưa còn trẻ thì các cụ cứ hay dạy là cứu người chết đuối thì phải biết cách cứu, không có chúng ta chết oan. Mặc dù chúng ta biết bơi, bơi rất giỏi, nhưng chúng ta cũng sẽ bị chết. Vì cái người sắp chết đuối đó, nó gì khi mà gặp bất cứ một cái vật gì đó theo cái phản ứng tự nhiên, họ và ôm thật chặt và họ gì dìm chúng ta xuống để họ gì họ ngoi lên. Đó là cái gì? Cái nguyên lý của người sắp sửa chết đuối, gặp bất cứ vật gì họ đều ôm và họ nhấn xuống để cho họ ngoi lên. Chúng ta nếu bị họ ôm chặt, họ dìm cho họ nhấn chúng ta xuống, mà gì chúng ta biết là chúng ta thì cuộc sống của con người chúng ta ở trên không, ở trên cạn, ở dưới nước chúng ta chỉ có gì vài giây hoặc vài phút thôi, thì mà nếu mà không ngoi lên mà thở lấy hơi được thì uống sặc nước vào bụng chúng ta thì có khi chết trước người đó. Cho nên có rất nhiều người biết bơi mà ra cứu người sắp sửa chết đuối mà bị chết là ở là như thế. Thậm chí chết gì, chết theo gì, theo dây chuyền là như vậy. Cứ lôi nhau mà gì, mà dìm nhau xuống. Cho nên các cụ ngày xưa mới bảo cứu người chết đuối phải gì? Nếu mà cứu người chết đuối có hai cách. Một là gì? Bơi đến gần gần họ phải đập cho nó một cái. Đập cho một cái vào gáy hoặc vào ấy cho nó gì? Nó bất tỉnh đi một chút. Kiểu nó choáng, đập nó vừa vừa thôi, không có đập mạnh quá, có khi nó chả chết đuối mà nó chết gì về chết về cái đập chúng ta. Đó. 10 phần thì đập gì, đập 2 3 thôi cho nó choáng đi. Thế là gì? Tóm tóc nó mà lôi vào. Tóm tóc mà lôi vào. Hoặc là gì? Nếu mà đứng ở xa xa. Chúng ta bơi giỏi thì nó có người tóc dài á thì tóm tóc nó với đủ cái tầm tay chúng ta với tóc nó mà gì mà bơi mà giật nó vào mà đẩy ngang nó ra, chứ đừng có cho nó ôm vào mình. À, cứu người chết đuối là đừng có cho nó ôm được vào mình. Ôm vào mình là gì? Nó sẽ ôm chặt lấy mình và nó dìm mình xuống để nó trồi lên. Đó, đấy cũng là một cái kinh nghiệm. Cho nên đây nói về giống như người sắp chết đuối với được cái cọc thì cũng nói thêm như vậy để biết đâu sau này các Phật tử chúng ta hay là có một ai đó gặp người sắp chết đuối thì chúng ta chỉ biết cách để cứu họ. Vì ngày xưa chúng tôi còn trẻ, năm 17, 18 tuổi cũng đã cứu được người chết đuối rồi. Ngày xưa chúng tôi còn bé hay đi củi, đi đào đáy vàng và đi củi. Đi ra cái chiều về cái con sông, cái hồ nước, hồ chứa nước của cái xã, của mấy xã đó để tắm. Có chỗ nó sâu đến 14, 15 mét, nhưng thường thường ở trong nó chỉ ngập khoảng đến ngực này, càng ra nó càng ngập sâu. Thì ra chỗ sâu nhất nó khoảng 14 15 mét nước. Thì người ta đắp cả cái một con đê lên để giữ nước mà. Giống như trong hồ Đồng Mô này vậy, kiểu như thế. Thì ra thì lúc đầu thì mọi người cứ tắm xong rồi bơi thì ai cũng biết bơi thật, nhưng xong rồi cứ trêu nhau thì có một cái cô gái ở trong cái đoàn đi củi với nhau đấy.
Thì cái cô bé trạc tuổi giống giống nhau rồi 17, 18 với nhau thôi. Nên ngày xưa thanh niên ở trong quê của thầy dân tộc cho nên vô tư lắm. Xuống thì tắm chung với nhau chuyện bình thường như vậy. Không có suy nghĩ một cái gì xấu xấu xa cả. Đó. Thì nó trêu mấy cái đứa bạn của thầy nó trêu nó đem cái cô gái cũng 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 biết bơi nhưng bơi vọc vạch thôi nó đem ra xa ngoài kia nó thả. Khi đem ra thả ngoài kia một cái thì bắt đầu thấy cái cô đấy cứ bơi bơi bải bải thì mọi người cứ nghĩ rằng nó biết bơi nó giả vờ đấy. Thế là cứ để đấy được một tí cứ thấy nó bơi bải mãi đến khoảng độ vài phút thì chả thấy nó ngoài lên được nó bơi. Thế lúc mấy đứa biết bơi thì bắt đầu thì thi nhau chạy ra bơi ra để cứu nó ba ra cứu một cái thì thấy hai đứa cứ thế là vẫy hai đứa đều cùng vẫy tay thầy ở trong thầy biết trường hợp này là có vấn đề rồi thế thầy bảo hai đứa nữa chúng mày cùng đi ra bơi ra bảo phân ra gì đứa thì cứu cái thằng con trai kia mà đứa thì cứu cô con gái kia nhưng mà trước khi cứu cô con gái thì nó yếu rồi thì tóm tóc nó lôi vào đừng có đập nó nữa còn thằng con trai nó mới thì đập cho nó một cái phân công nhau ra như thế mà ra bắt đầu gì cái thằng thì nó đấm nó đập cái thằng đấy thì cũng đau quá nó đập xong cuối cùng đập một cái thế là nó lôi vào lôi lên hô hấp mãi phải đến mấy phút sau nó mới tỉnh đó may mà nó không chết nó chết có cái xảy ra ăn mạng là chết thì công an vào điều tra có khi thì thành đánh người chết người thì nguy hiểm nhưng mà lúc đó mà không đập nó thì có khi nó ôm cho là chết tất cả cho nên đi bơi sang một cái thì đập nó một cái vào cái gáy này một cái thế là nhưng nó đập hơi mạnh thì lôi vào còn cô kia thì nó lờ đờ mất rồi nó không còn gì nữa thì là tóm tóc nó lôi vào may trong đoàn là cũng có mấy cái cô đi theo thế là mấy cô thì hô hấp cho cô ấy còn mấy cậu thì hô hấp cho cậu kia nhưng cậu kia thì lâu tỉnh hơn vì nó đập mạnh quá đấy cũng là một qua câu chuyện này để nói thêm để chúng ta biết thêm cái cách gì cấp cứu của người gì người sắp chết đuối và đây chính là câu hỏi mà thầy thầy trả lời Phật tử này hỏi nói rằng có chồng vừa mới mất nhưng hỏi rằng nên cúng 35 hay 49 ngày à, thì thầy nói rộng ra như vậy thêm để cho các Phật tử chúng ta tham khảo và chúng ta biết được để trong cái quá trình trong cuộc sống này chúng ta ai cũng gì ai cũng phải có người chết và ai cũng gì cũng phải phải chết một lần thì cũng phải chết cho nên không có ai trốn được cái chết cả cho nên chúng ta chuẩn bị tự lương ngay từ bây giờ vì vậy mà câu này thì nói hơi dài hơi dai nói hoài nói kỹ như vậy mà chúng ta còn không hiểu nữa thì thôi thầy cũng 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 gì cũng chắp tay A Di Đà Phật vái cả nón các quý vị thôi. Đấy. Cô hãy...